Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2, bài 72, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, trang 36-37. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy xung quanh hai bạn nhỏ là những hộp quà, những hộp giấy hoặc là con xúc xắc. Những vật đó là khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Để tìm hiểu về khối hộp chữ nhật và khối lập phương, chúng mình lại quan sát tiếp. Cô giáo mời các con quan sát tiếp hình vẽ. Đây là khối hộp chữ nhật. Khối hộp chữ nhật này có đặc điểm như thế nào? Trước tiên chúng ta đếm xem khối hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt nhé. Chúng ta có mặt trên là 1, mặt dưới là 2, mặt bên trái là 3, mặt bên phải là 4, mặt đằng trước là 5 và mặt đằng sau nó che khuất này nữa là 6. Như vậy khối hộp chữ nhật có 6 mặt. Chúng mình quan sát xem các mặt của hình của khối hộp chữ nhật này là hình gì? Nó là hình chữ nhật, phải không? Đều là hình chữ nhật. Đấy, nó đều là hình chữ nhật. Và khối hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh? Chúng mình đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cái đỉnh khuất khuất ở trong này là 8 đỉnh. Như vậy khối hộp chữ nhật có 8 đỉnh. Và khối hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh? Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4. Cái cạnh ở trong khuất là 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là khối hộp chữ nhật có 12 cạnh. Cô nhắc lại, khối hộp chữ nhật có 6 mặt. Các mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh và có 12 cạnh. Tiếp tục ta quan sát đây. Đây là khối lập phương. Khối lập phương có bao nhiêu mặt? Cũng có 6 mặt. 1 này, mặt đằng trước này, mặt đằng sau này là 2 này, mặt trên là 3, mặt dưới là 4, mặt bên trái là 5, mặt bên phải là 6. Như vậy khối lập phương cũng có 6 mặt. Các mặt của khối lập phương là hình gì? Các mặt của khối lập phương là đều là hình vuông. Và 6 mặt này bằng nhau nhé. Đấy, 6 mặt đều là hình vuông và 6 mặt này bằng nhau. Như vậy chúng mình lại đếm tiếp, khối lập phương có bao nhiêu đỉnh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khối lập phương cũng có 8 đỉnh. Và có bao nhiêu cạnh đây? Chúng mình lại đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, cô giáo đếm 9, 10, 11, 12. Bốn cái cạnh này là kính là cái cạnh chiều cao của hình lập phương. Như vậy là khối lập phương cũng có 12 cạnh. Vậy thì cuối cùng cô nhắc lại, khối lập phương có 6 mặt, các mặt đều là hình vuông bằng nhau, 8 đỉnh và 12 cạnh. Như vậy chúng ta xem, bây giờ chúng ta so sánh giữa hai hình khối lập phương và khối hộp chữ nhật. Thì hai cái khối này có điểm gì giống nhau? Chúng ta thấy có điểm giống nhau là đều là 6 mặt. Đấy. Và đều có 8 đỉnh và 12 cạnh. Đấy, đó là cái đặc điểm giống nhau giữa khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Còn khối hộp chữ nhật và khối lập phương có điểm gì khác nhau? Chúng ta thấy khác nhau là gì? Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật, còn các mặt của hình lập phương đều là hình vuông. Đấy, đó là cái điểm khác nhau giữa khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Bài 1, câu A. Lấy ra từ bộ đồ dùng học toán một khối hộp chữ nhật và một khối lập phương, rồi chỉ ra các đỉnh, cạnh, mặt
của mỗi khối hình đó. Trước tiên, cô giáo có khối hộp chữ nhật. Đây là một khối hộp chữ nhật. Đầu tiên, chúng ta chỉ ra 6 mặt của khối hộp chữ nhật này. Đây là mặt thứ nhất. Mặt trên này. Mặt dưới là 2 mặt. Tiếp theo, mặt bên trái là 3, mặt bên phải là 4, mặt đằng trước là 5 và mặt đằng sau là 6. Cô chỉ lại này, mặt trên, đấy, đây là mặt trên này. Tôi cô ngược lại, mặt dưới này, đấy, cô lại để nguyên si thế này. Đấy, mặt trên, mặt dưới, mặt bên trái, mặt bên phải. Mặt trên, mặt dưới là 2 rồi, mặt bên trái là 3, mặt bên phải là 4, mặt đằng trước là 5 và mặt đằng sau là 6. Như vậy, 6 mặt của hình hộp chữ nhật chúng ta cô giáo vừa chỉ rồi. Bây giờ hình hộp chữ nhật có gì? Có 8 đỉnh. 8 đỉnh là gì? 1 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đỉnh, 4 đỉnh. Cô giáo lật ngược lại. 5 đỉnh, 6 đỉnh, 7 đỉnh, 8 đỉnh. Cô chỉ lại này, 1 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đỉnh, 4 đỉnh này. Lật ngược lại. 5 đỉnh, 6 đỉnh, 7 đỉnh, 8 đỉnh. Và khối hộp chữ nhật có 12 cạnh. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. 5 cạnh, 6 cạnh, 7 cạnh, 8 cạnh. Và đây là cạnh của hai mặt. Bây giờ chúng ta nối cái chiều này nữa này. 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. Đấy, như vậy là 12 cạnh. Cô chỉ lại này. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Cô lật ngược lại. 5 cạnh, 6 cạnh, 7 cạnh, 8 cạnh. 9 cạnh, 10 cạnh, 11 cạnh, 12 cạnh. Đấy. Như vậy cô giáo đã chỉ khối hộp chữ nhật có 6 mặt. Các mặt của nó đều là hình chữ nhật. Có 8 đỉnh và 12 cạnh. Tiếp theo cô giáo có đây nữa. Đây là khối lập phương. Khối lập phương cũng có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Trước tiên cô chỉ các đỉnh, các mặt. Một mặt, hai mặt, đấy, mặt trước và mặt đằng sau, mặt trên và mặt dưới, mặt bên phải và mặt bên trái là 4. Đấy nhá, 2, 3, 4, 5, mặt đằng sau và mặt đằng trước là 6. Cô chỉ lại này, mặt trên này, mặt dưới, mặt bên trái, mặt bên phải. Mặt trên, mặt dưới là 2, mặt bên trái là 3, mặt bên phải là 4. Mặt đằng trước là 5, mặt đằng sau là 6. Tiếp tục, có 8 đỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô chỉ lại này. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đỉnh. Và có 12 cạnh. 1, 2, 3, 4. Đấy, mặt trên này, 4 cạnh này. Mặt dưới này, 5, 6, 7, 8 là 8 cạnh. Bây giờ cạnh kiểu chiều cao 9, 10, 11, 12. Đấy, như vậy cô giáo đã chỉ với các con khối lập phương có 6 mặt. Các mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và có 12 cạnh. Như vậy, khối hộp chữ nhật và khối lập phương đều có cái đặc điểm giống nhau là có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Còn điểm khác nhau giữa khối hộp chữ nhật và khối lập phương là các mặt. Câu B, chọn số thích hợp cho mỗi ô hỏi chấm trong bảng dưới đây. Câu B là một bảng gồm cột thứ nhất cho biết khối, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, cột thứ hai yêu cầu điền số đỉnh, cột số 3 là số cạnh và cột thứ tư là số mặt. Như vậy chúng ta sẽ điền vào ô trống
về đặc điểm của khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Trước tiên, khối hộp chữ nhật, số đỉnh là bao nhiêu? Số đỉnh là 8. Số cạnh là 12. Số mặt có 6 mặt. Còn đối với khối lập phương, số đỉnh cũng là 8. Số cạnh 12. Và số mặt cũng là 6. Như vậy, số đỉnh, số cạnh và số mặt của khối hộp chữ nhật và khối lập phương là giống nhau. Còn số mặt ở khối hộp chữ nhật là các mặt là hình chữ nhật, còn khối lập phương thì các mặt là hình. Bài 2, quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi. Người ta cho chúng ta một số hình vẽ đây, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. A. Hình trên có bao nhiêu khối hộp chữ nhật, bao nhiêu khối lập phương? B. Những hình nào có 6 mặt đều là hình vuông? C. Những hình nào có 12 cạnh? Trước tiên, ta trả lời câu A. Hình trên có bao nhiêu khối hộp chữ nhật, bao nhiêu khối lập phương? Chúng ta quan sát hình trên, ta thấy những hình là khối hộp chữ nhật là đây là 1, 2, 3, 4. Đấy, như vậy ta có 4 hình khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương, hình này và hình này. Còn câu B, những hình nào có 6 mặt đều là hình vuông? Những hình có 6 mặt đều là hình vuông là hình lập phương. Đấy, có 2 hình lập phương này, có 6 mặt đều là hình vuông. Hình hộp chữ nhật và những hình nào có 12 cạnh? Những hình có 12 cạnh là hình hộp chữ nhật và khối lập phương đều có 12 cạnh. Bây giờ cô giáo nêu đáp án như sau. Hình trên có 4 khối hộp chữ nhật, có 2 khối lập phương. B. Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông. C. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Bài 3, trò chơi đoán hình. Các con quan sát hình vẽ. Ở đây, một thầy giáo và các bạn đang chơi trò chơi đoán hình. Trong túi thầy giáo là những khối hộp. Bây giờ từng bạn một, các bạn ấy bịt mắt và lấy từ khối hộp từ trong túi của thầy giáo ra. Và các bạn ấy sờ, sau đó các bạn ấy đoán xem hình đó là hình là khối lập phương hay là khối hộp chữ nhật. Trò chơi này chúng mình chơi với các bạn ở trong tổ, trong nhóm, ở trong lớp hoặc là về nhà chơi với người thân các con nhé. Bài 4. Bạn Nguyên nói rằng chỉ cần đo độ dài một cạnh của chiếc hộp có dạng khối lập phương thì có thể biết được độ dài của tất cả các cạnh còn lại của chiếc hộp. Em có đồng ý với bạn Nguyên hay không? Tại sao? Đây là bạn Nguyên, bạn chỉ cần đo độ dài một cạnh của chiếc hộp có dạng khối lập phương thì bạn ấy có thể đoán được tất cả độ dài của tất cả các cạnh còn lại không? Đấy, em có đồng ý không? Ta thấy khối lập phương có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau. Vì các mặt bằng nhau thì các cạnh cũng bằng nhau. Nên chỉ cần đo độ dài một cạnh của một chiếc hộp dạng khối lập phương thì có thể biết được độ dài của tất cả các cạnh còn lại của chiếc hộp. Vậy em đồng ý với ý kiến của bạn Nguyên. Cô giáo đọc lại cái câu trả lời như sau. Khối lập phương có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau. Vì các mặt bằng nhau thì các cạnh bằng nhau, nên chỉ cần đo độ dài một cạnh của chiếc hộp có dạng khối lập phương thì có thể biết được độ dài tất cả các cạnh còn lại của chiếc hộp. Đấy, như vậy qua câu trả lời này thì là mình đồng ý với ý kiến của bạn Nguyên. Như vậy hôm nay cô giáo đã hướng dẫn với các con khái niệm về khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Khối hộp chữ nhật thì có 6 mặt, các mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh, có 12 cạnh. Khối lập phương có 6 mặt, các mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và có 12 cạnh.